Alo, ai đấy ạ? Alo, chào em. Anh là nhân viên bên siêu thị máy Tân Lộc, chủ nhân của số điện thoại của em ấy được tặng một phần quà tri ân do trước đó đã từng mua đồ gia dụng điện tử của bên anh. Đấy, thì giờ em có thể kết bạn Zalo và số điện thoại này của anh và cung cấp thông tin địa chỉ nhận hàng. Ngoài ra không phải trả bất kỳ chi phí nào em nhé. Vâng. Mị ơi, đang làm gì mà trông chú thế? Chết rồi. Sinh à, nay có một cuộc gọi từ một công ty gọi đến cho tớ bảo là tớ vừa mới trúng một cái tủ lạnh. Sinh ạ. Bạn suốt ngày ở nhà thôi, làm gì mà trúng phần thưởng to thế, có nhầm lẫn gì không? Tớ có biết đâu, tự dưng tớ đang quét nhà thì họ gọi đến, họ bảo thế. Nên giờ tớ đang đăng nhập theo, họ chỉ đây này. Ui, tình huống của cậu giống hôm trước mà tớ được nghe tuyên truyền bên hội phụ nữ thị trấn đấy. Để tớ gọi điện cho chị Hạnh xem nhá. Chứ làm gì ở nhà mà trúng được phần thưởng to thế. Thử gọi xem. Chào hai em. Nhận được điện thoại của Sinh thì các chị cũng đã nắm được vừa rồi là Mỹ đã được một số điện thoại lạ gọi điện đến và có nói là em trúng thưởng một một phần quà trên mạng của công ty điện máy xanh đúng không? Đúng rồi ạ. Thế thì cái tình huống vừa rồi ấy, thì là các em đang bị các cái đối tượng lừa đảo trên mạng mà người ta đang lợi dụng qua các cái số điện thoại đã từng mua hàng để nhằm cái mục đích chiếm đoạt tài sản. Thế thì hôm nay hội phụ nữ thị trấn cũng có buổi tuyên truyền tại thôn để giúp các em hiểu biết hơn cũng như là có những cái biện pháp để phòng tránh đối với các cái thủ đoạn của những cái kẻ xấu mà người ta đang lừa đảo trên mạng. Thì chị sẽ mời hai em cùng tham gia với buổi tuyên truyền đó để hiểu hơn và cũng như là biết thêm về cách phòng tránh để mình tránh phải gặp những cái trường hợp xấu trong cuộc sống.